Thế có cái cơ duyên nào mà khiến em biết được cái game tốc chiến này nhở? Cơ duyên là có một lần em thấy crush em chơi cho nên là em chơi theo, xong rồi em chơi được một hai lần xong rồi em thấy khó quá, xong rồi em nghĩ em không chơi nữa. Không, thật ra là do em không thích crush em nữa cho nên là em nghĩ em không chơi game nữa. Không, thật ra là do em không thích crush em nữa cho nên là em nghĩ em không chơi game nữa. Dạ rồi. Em ấn vào hướng zoom đi thì nó sẽ hiện lên một cái phần nó ghi là trang bị ngọc bổ trợ và phép. Em Ok. nhìn thấy chưa? Ok Đây chưa? rồi. Này. Lên Em đồ. cái lên đồ, chuẩn bị đồng chí Lê Thụy lên đồ. Đồng chí tân linh lên đồ. Đấy là đúng rồi. Cái thứ hai em đọc lên cho chị là cái gì? Lư hương sôi sục. Ok, tiếp tục. Dây chuyền chuộc tội. Ok, Ionia. tiếp tục. Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Tiếp Lưu đi. thủy trượng. Rồi, tiếp tục. Vọng âm hòa điệu. Ok, tiếp Rồi, tiếp cuối tiếp. cùng là trượng pha lê, relay. Lần đầu tiên chị cảm thấy chị nhẹ nhàng như này luôn. Toàn kiểu bơ lên đồng đội á. Quá yếu đuối, em là một con cầu yếu đuối. Rồi đừng 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 quay về, quay về, quay về, quay về, quay về, quay về, đúng rồi, quay về đây. Cái gì vậy?